Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của cái đồng hồ hẹn giờ này, vạch đen này. Cái vạch đen từ số 6 đến số 18 á, tức là nó thể hiện là ban đêm. Và từ từ số 16 đến số 6 này nó trắng này thì nó thể hiện ban ngày. Và cái điểm mà nó tính thời gian á là ngay chỗ này tại vị trí nhọn này nha các bạn. Và đây cứ mỗi một khắc thế này là 15 phút. Từ đây này, 7 giờ này. 7:15 này, 7 giờ 30 này, 7 giờ 45 này. Và 8 giờ này. Đó, thì các bạn nó sẽ thấy nó nhảy nha, mình sẽ quay này, bắt đầu 7 giờ nó sẽ nhảy này. Đó, 7 giờ nó sẽ nhảy. Rồi, tới 8 giờ nó sẽ tắt này. Đó, 8 giờ nó sẽ tắt. 8 giờ sẽ tắt. Ở đây có vị trí này á, là để dự phòng cái pin này, nó gắn pin ở vị trí này. Đấy, các bạn không xài á thì các bạn phải rút pin ra. Còn nếu mà các bạn cắm như vậy sẽ hư pin. Lúc nào các bạn cần xài thì các bạn sẽ cắm này vào. Đấy. Hiện tại đồng hồ này mình đang cất, mình chưa xài. Cho nên mình không có gắn vào. Rồi, ở đây cái quan trọng nhất là cái cách đấu. Cách đấu thì khi nào nó cũng cái đồng hồ này nó có sơ đồ, cái đồng hồ này nó có sơ đồ trên này cho các bạn luôn nhé. Các bạn thấy là S1, S2 nó ghi được power, tức là cấp nguồn vào. Đây S1, S2 thì các bạn sẽ cấp nguồn vào. Rồi L1, L2, L1 này là load, tức là ra tải. Ra tải đây L2, L1 thì ra tải. Rồi các bạn sẽ lưu ý khi S1 này các bạn cấp vào là dây dây nguội á, thì khi mà nó đóng on thì cái L1 nó sẽ là dây nguội. Và cái này này S2 các bạn dây cấp dây nóng thì L2 nó là dây nóng và ngược lại nhé. Bây giờ mình sẽ đo xem có đúng cái sơ đồ này không nhé. Nhất mình đo cái S1, S2 là cấp nguồn. S1, S2 là đúng nguồn vào này. Rồi, mình sẽ đo thông mạch là ở đây sơ đồ nó hiển thị là S2 và L2 là đang nối thông với nhau. Còn S1 với L1 là nó được điều khiển qua một cái tiếp điểm công tắc nha. Đây, nếu thông nhau này, S2 và L2 nó thông nhau này. Đấy, đồng hồ nó kêu nhé. Cho dù mình on, auto hay là off thì đồng hồ vẫn kêu. Rồi, cái tiếp theo là cái S1 và L1 là thông qua một công tắc. Thông qua công tắc. Đây. S1 và L1 này. Thông qua công tắc, bây giờ đang off này. Off thì nó không kêu. Auto nó cũng không kêu. On thì nó kêu. Auto tức là khi bạn auto này. Đó, auto tức là khi tắt này. Còn để đây nó sẽ mở này. Nó sẽ mở này. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm này nhá. Khi mình cấp điện nguồn vào, điện nguồn 220 thì điện ra đây luôn là điện 220V. Đấy. Cho nên vừa trường hợp các bạn không có cần lấy nguồn ra 220V mà chỉ cần lấy ra một tiếp điểm thôi. Tiếp điểm đóng mở giữa L2 và L1 để các bạn điều khiển cái việc khác mà nó cách điện hoàn toàn thì các bạn sẽ tháo cái mạch ra, tháo cái đồng hồ này ra và chế lại bên trong đó. Đây. Mình tháo ra sẵn cho các bạn xem rồi. Cái mạch điện nó đây nhá. Hoạt động đây mình sẽ đây có nút cậy này, các bạn cậy này ra và nhấc cái mạch lên, nhấc cái mạch lên. Đấy, mạch bên trong thế này. Ở đây các bạn thấy này, cái công tắc này L1 này nó sẽ qua công tắc đây, cái công tắc thì đi qua cái này là cái gì nhỉ. Đây L1 này, S1, L1 này đi qua công tắc này, S1 này. Đó thì bây giờ
mình muốn cái L1 và L2 này nó chỉ thả là một cái tiếp điểm thôi, nó không có ra điểm 220 nữa. Thì mình sẽ cắt ra nhá. Thì mình sẽ cắt cái dây này. Cắt dây này mình hàn vào đây. Và mình cắt cái này mình bỏ đi. Cái cầu nối tiếp điểm này mình cắt bỏ đi. Đồng thời các bạn phải cắt cái dây này bỏ luôn. Cắt cái dây này bỏ luôn nhé. Còn nếu không nó sẽ nhiễm điện qua đây. Đấy, các bạn cắt cái này đi là xong. Rồi, còn lại cái phần này thì các bạn đừng có nên mở ra. Nó rất là dễ hư. Đấy, mạch này nó chỉ vậy thôi. Đó, mình chia sẻ với các bạn vậy nhé. Để các bạn hiểu rõ hơn về cái đồng hồ này. Và nếu cần chế gì đó, cải tạo lại cái đồng hồ này khác để theo cái mục đích của mình sử dụng á, đấy là có thể hoàn toàn làm được nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy đăng ký kênh và theo dõi mình nhé. Nhớ bấm chuông để theo dõi video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.